Trong bài này chúng ta sẽ làm ví dụ thầy tạo một cái project là bài làm thêm, và thầy đang tìm chỗ này là liên quan đến kiểm tra và tìm chu vi hình vuông. Thì giả sử chỗ này hôm trước là chúng ta làm chung một file, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm ra một file mới cũng trong cái project này luôn. Thì thầy sẽ tạo ra một file mới thằng include cái std io.h, và phía dưới này thầy chỉ viết hàm cho bài này thôi, không có hàm main. Và thầy sẽ là void kiểm tra đi, kiểm tra hình vuông, ví dụ thế. Mở ngoặc nhọn enter, thì các bạn nhớ tất cả code của mình viết bên trong cặp ngoặc nhọn. Nhiệm vụ của mình bây giờ là nhập AB. Như vậy muốn có được AB thì chúng ta phải khai báo AB. Bạn khai báo kiểu in hoặc kiểu plot, kiểu double gì cũng được hết, bởi vì người ta không nói kiểu gì. Và mình sẽ nhập nhập thì chúng ta sẽ thông báo là nhập A phẩy B hai chấm, và chúng ta dùng lệnh scan nhập cả A và B cùng lúc, phần trăm D phẩy và A phẩy và B. Chúng ta nhập A và B cùng lúc cho nó nhanh. Đến chỗ này kịp không? Có ai đang khó hiểu giơ tay lên giúp thầy, mạnh dạn đi. Đến chỗ này thầy thầy viết cái gì mà em không hiểu, em không biết. Đây chúng ta đã có A và B. Và câu 1 người ta hỏi rằng nếu A và B cùng dương thì mình làm tiếp. Còn nếu không thì chúng ta kết luận cái. Tại vì các bạn không kết luận thôi. Thầy muốn cho các bạn sáng tạo. Thì các bạn có thể sáng tạo chỗ này. Nếu A và B cùng dương, có bạn gõ như thế này. A phẩy B lớn hơn 0. Thử đi nha. Mình thử đi rồi mình mới tin. Không thử không tin. Tin mới học. A và B cùng dương. Bây giờ trước tiên mình kết luận. Mình kết luận trước đã. A phẩy B cùng cùng dương chấm phẩy L. Rất đơn giản. AB không cùng dương. Mình cứ làm đơn giản trước đi các bạn. AB không cùng dương. Mình cứ làm đơn giản đi. Từ từ rồi mình làm tiếp. Đừng có vội gì hết. Như vậy ở chỗ này AB lớn hơn 0 cùng dương. Và cái chỗ này mình lưu cái bài của mình lại. Bài của mình với cái file là hình vuông đi. Hình vuông. Và cái hàm mình muốn chạy bên cái file này nó không chạy được nha các bạn. Hình vuông nó không có main. Cho nên là mình chạy trong cái bài chính này nè. Kiểm tra hình vuông trong cái hàm main của bài chính này nè, mình chạy ở đây. Cái này là cái bài chính của Rosette này, bài làm thêm. Kiểm tra hình vuông. Đó. Và chúng ta sẽ bấm chạy. Chỗ này chúng ta chỉ có kiểm tra cùng dương cùng âm thôi. A là 3, 4 cùng dương. Đúng. F11 lại. 3 trừ 4 không cùng dương. Đúng. Chạy lại.
trừ 3, 4 cùng dương. À, vấn đề chưa? Nhìn vậy chứ không phải vậy. Hên thôi. Hên là nó chỉ kiểm tra cái thằng B thôi. Mà thằng B dương là nó kết luận đúng. Cho nên chúng ta chạy mà chúng ta kiểm tra chưa hết tất cả các điều kiện thì sao? Đôi khi nó sai mà chúng ta không biết. Chuẩn bị học môn kiểm thử. Đây là kiểm thử đấy. Các bạn viết xong, các bạn thử hai trường hợp đầu, các bạn nghĩ ok rồi, chính xác rồi. Nhưng mà có trường hợp không chính xác nè. Được chưa? Cái đó chúng ta gọi là kiểm thử. Vậy chỗ này chúng ta muốn kiểm tra đầy đủ thì A lớn hơn 0 và B lớn hơn 0. Chứ không phải là A phải B lớn hơn 0. A lớn hơn 0 và B lớn hơn 0 thì nó mới cùng dương. Rồi, sau khi nó cùng dương xong, mình làm gì nữa? Trong đề yêu cầu là chuyển sang câu 2 đúng không? Đấy. Nếu cùng dương thì chuyển sang câu 2 nè. Vậy bây giờ chỗ này câu 2. Câu 2 là kiểm tra A và B có bằng nhau không? Như vậy chỗ này chúng ta lại viết cái code cái phần mà câu 2 ở đây. Nếu A bằng bằng B. Nếu đúng như vậy thì làm gì? Nếu A bằng B thì nó là hình vuông. Thì tạm thời mình cứ kết luận nó là hình vuông cái đã, rồi tính gì tính tiếp. Đây là A phẩy B là cạnh hình vuông. Quên. Cạnh hình vuông. Còn làm gì thì tính tiếp nha. Chưa biết nha. Rồi mình sẽ L ở chỗ này. L của thằng A bằng B đó. A bằng B đây. Thì mình sẽ lít chuột ở phía dưới. Mình sẽ biết được là cái đóng ngoặc mở ngoặc nào của ai. Thì các bạn thấy íp của A bằng B nè. Nếu A bằng B thì đây là cạnh hình vuông. Còn không thì các bạn sẽ gõ, các bạn phải quản lý được cái đoạn code của các bạn là đang gõ cái gì, ở đâu, thuộc lệnh nào. Chứ không phải là cứ gõ giống như Word, vô cái gõ ai đọc hiểu gì đó hiểu, không phải. Phải gõ cái gì, ở đâu, thuộc lệnh nào. Vậy chỗ này, nếu A bằng B là đúng, thì kết luận là cạnh hình vuông. Còn nếu A bằng B là sai, thì chúng ta nói là gì? AB không phải không phải là cạnh hình vuông. Chúng ta chỉ mới kết luận thôi, chưa làm gì hết. Bây giờ đây là câu 2 nè. Câu 2 A bằng B. Câu 2 là A bằng B. Nếu A bằng B mà đúng thì chuyển sang câu 3. Câu 3 là tính chu vi. Vậy câu 3 tính chu vi chỗ nào đâu? Là hình vuông hay là không phải hình vuông? À, là hình vuông thì tính chu vi. Vậy chỗ này mình sẽ xuất ra chu vi ra. Chu vi phần trăm D. Chu vi bằng gì? A nhân 4. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện bài tập ở trên bảng. Khó chỗ nào? Vấn đề là cái logic. Các bạn làm từ từ. Câu A, câu 1 xong. Qua câu B, qua câu 2. Ví dụ câu 1 của mình là chưa có phần này. Chưa có phần kiểm tra này. Chỉ mới kiểm tra là âm dương thôi. Qua câu 2, mình kiểm tra có bằng nhau hay không? Mà lúc mà kiểm tra bằng nhau á thì chưa có tính chu vi. Nếu bằng thì kết luận bằng, nếu không kết luận không. Rồi qua câu 3, người ta mới yêu cầu mình tính chu vi. Thì đó là câu 3. Như vậy câu 1, câu 2, câu 3 nằm chung trong một đoạn code của chúng ta.
chỗ nào khó hiểu, chỗ nào chưa biết là tại sao thầy viết như vậy, hỏi. Các bạn mà nhìn vô nguyên khối cốt này, các bạn không hiểu đâu. Các bạn phải theo từ đầu. Tại sao thầy viết đoạn cốt này, tại sao thầy viết đoạn cốt kia, thì các bạn mới ngắm được. Còn các bạn cúi gằm mặt xuống bàn làm việc gì đó, đôi khi là siêng học đó, nhưng mà nhìn lên bảng cái thầy viết nguyên đoạn code từ dòng 1 cho đến dòng 18, chứ mình gõ lại y chang, chạy nhưng mà không hiểu. Các bạn phải theo dõi từng câu từng chữ của thầy nói, giống như ông bà xưa nói là lời vàng tiếng ngọc á, là phải cỡ đó thì các bạn mới hiểu được. Chứ còn các bạn nhìn đoạn code chắc chắn không hiểu. Những bạn nào giỏi thì ok, khỏi bàn. Còn những bạn nào mà chưa giỏi, nhìn nguyên đoạn code này, đảm bảo không hiểu. Phải nghe từng câu một. Từng cái giả thuyết một, từng cái enter một. Thì mới hiểu là thầy đang viết gì. Kịp không? Viết lại nha. Rồi, đề người ta yêu cầu mình nhập. Thôi, những bạn mà chưa giỏi thì cứ nhìn đi cái đã, đừng có viết gì hết trơn á. Nhìn trước đi. Nghe lời vàng tiếng ngọc đi cái đã. Viết nó phân tâm. Đây, nhìn lên bảng đây cái đã nè. Alo. Rồi, như vậy chúng ta cần nhu cầu AB. Nhập AB thì chúng ta khai báo, hồi nãy thầy khai báo kiểu in rồi, bây giờ chúng ta khai báo kiểu plot. A phẩy B chấm phẩy. Hết câu đầu tiên. Nhập A và B thì trước tiên mình phải khai báo rồi đã. Bởi vì mình có nhu cầu A và B để lưu trữ giá trị khi nhập. Thì cứ mở lên khai báo A, B. Nếu đề yêu cầu là kiểu gì thì bạn sẽ khai báo đúng kiểu đó. Còn nếu đề không yêu cầu thì kiểu gì cũng được, miễn đúng định dạng, ví dụ như kiểu điểm mà bạn khai báo kiểu character. Được không? Điểm có nha. Bây giờ các bạn đánh giá điểm là ABCD thì character được. Nhưng mà nếu điểm của mình bây giờ bình thường thì đã từ 0 đến 10 thì phải là số à. Rồi ok, như vậy mình đã có được AB chứa được dữ liệu. Bây giờ nhập. Nhập, muốn nhập thì phải có câu dẫn. Nếu bạn không có câu dẫn thì nó hiện lên màn hình rồi nhưng mà mình không biết đang làm gì. Chú ý chỗ này giúp thầy. Ví dụ mình gõ là scan. Scan chỗ này. Xong rồi mình nhỏ phần trăm F, phần trăm F, bởi vì mình nhập cả hai cùng lúc. Kiểu này là kiểu plot, cho nên nó là phần trăm F. Còn hồi nãy kiểu in là phần trăm D. Ok. Phẩy, mình nhập cả hai. Thứ nhất là A, phẩy thứ hai là B. Nếu bạn muốn nhập A thôi thì bạn bỏ cái plot này đi, bạn bỏ cái B đi, là nhập mỗi A thôi. Enter. Bây giờ mình xuất ra đi ha. Mình xuất AB ra. A 2 chấm phần trăm F xuyệt T. B 2 chấm phần trăm F xuyệt N, cho nó xuống dòng phẩy A phẩy B. Để mình biết được là mình đã nhập cái gì. Cái đoạn này là gì? A 2 chấm xuyệt T. Xuyệt T là gì ta? À, nó có một khoảng cách cho mình, và mình viết dính liền luôn cũng được, không cần phải phải cách ra từ nó cách. Bây giờ mình chạy chương trình, mình gọi cái kiểm tra hình vuông bên cái này là bên chương trình chính rồi. Bây giờ mình chạy. Chạy chưa? Chương trình chạy chưa? Sao biết? Rồi giờ làm gì?
giỏi vậy? Không có hướng dẫn gì hết sao biết? Tất nhiên ở đây mình nhập ví dụ như là 4, 5, Enter. Nhưng mà không nên. Không có câu dẫn, không biết đang làm gì. Thì trước lệnh scan chúng ta phải làm gì? À, print nhập A phẩy B. Bây giờ chỗ này chúng ta chạy lại, nhập A phẩy B. Nhìn rõ ràng không? Dễ hiểu. Chứ lúc nãy nó chạy mình không biết đang làm gì. Chỗ này nhập A B phẩy 5. Như vậy mình có A có B. Xong câu 1 chưa? Chưa. Mới dẫn à? Mới nhập A B à? Bây giờ câu 1 nè. Câu 1 người ta yêu cầu mình kiểm tra A và B có dương không? Câu 1 người ta kiểm tra là A và B có dương không? Đây, kiểm tra A và B dương. Thì đề có ý là A và B cùng dương. Vậy nếu A lớn hơn bằng 0 là dương, và B lớn hơn bằng 0 là dương. Tức là A và B cùng dương. Bởi vì cạnh hình vuông thì làm gì có âm. Cho nên chúng ta sẽ có A và B cùng dương. Mở ngoặc nhọn, Enter một cái. Nếu như trường hợp và A và B cùng dương thì mình sẽ viết code chỗ này. Còn không, mở ngoặc nhọn, Enter một cái. Các bạn đừng có làm mất cái dấu đóng nha. Rất nhiều bạn khi code làm mất cái dấu đóng, tức là chỉ có dấu mở thôi mà không có dấu đóng, thì tí nữa bạn dịch nó sẽ lỗi. Và trong DeepSea thì khi mà nó mở thì nó tự đóng. Mình đừng có làm mất của nó là được. Cái thứ hai là các bạn code thì các bạn phải nhớ tab giúp cho thầy. Đây, mở của hàm. Hàm nó bắt đầu sát biên. Thì kết thúc của hàm sát biên. Còn chỗ này mở ở đây, lệnh if của chúng ta nó vô một tab. Thì kết thúc nó cũng vô một tab. Tức là mình nhìn mình biết nó là anh em. Bây giờ có đoạn code bên trong. Nếu A và B cùng dương thì mình tap vô cái. Nó vô đến đây. Mình sẽ in ra. Bạn muốn thì bạn in. Còn bạn không muốn thì thôi. In ra. A phẩy B cùng dương. Xịt N để cho nó cần thì tí nữa nó tự xuống dòng. Mình khỏi cần phải suy nghĩ. Và chỗ này mình copy xuống dưới. A và B không cùng dương. Mình xong câu 1. Câu 1 xong rồi. Từ từ làm đến câu 1 thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Chạy. 2, 4. A, B cùng dương. Chạy lại. À, ok, không, không, cùng dương. Rồi, tiếp. Chạy lại. Ví dụ như, trừ 4, 5, AB không cùng dương. Hai số âm, ok. Bây giờ trở thành tester rồi đó. Âm 4, âm 5, không cùng dương. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Nếu như cùng dương thì chúng ta bắt đầu làm câu 2. Câu 2 chúng ta làm gì? Kiểm tra A và B có phải cạnh hình vuông hay không? Đề là ghi như vậy. Nhưng cạnh hình vuông là làm sao biết nó là cạnh hình vuông? A và B là cạnh hình vuông. À, hai cạnh bằng nhau thì nếu A bằng bằng B tức là cạnh hình vuông. Vậy thì chỗ này nếu đúng như vậy chúng ta sẽ kết luận gì chỗ này? Nếu đúng như vậy thì A và B là
cạnh hình vuông. Nếu trong trường hợp không phải L, không phải A bằng B, thì mình sẽ kết luận A, B không phải là cạnh hình hình vuông. Hết câu 2. Đây là câu 2. Xong câu 2. Bây giờ câu 3, người ta nói gì? Nếu như mà đúng là cạnh hình vuông thì tính chu vi. Tính chu vi. Vậy chỗ này là đúng cạnh hình vuông rồi. Tính chu vi thì enter xuống đây. Chu vi. Nếu cần thì các bạn sẽ khai báo plot. À, có bạn lúc nãy chu vi bằng A nhân 4 chấm phẩy. Sau đó bạn print. Bạn print chỗ này chu vi 2 chấm phần trăm F phẩy chu vi. Ổn chưa? Ổn chưa? Dịch nào? Nó báo gì? À, undefined ha, chưa khai báo chu vi. Chỗ này bạn muốn sử dụng, bạn phải khai báo float ha, chu vi. Thì lúc này nó mới tính chu vi cho chúng ta. 5 5 A bằng 5, B bằng 5, AB cùng dương, AB cạnh hình vuông, chu vi 20. Ủa? À đúng rồi, chu vi 20. Được không? Dễ không? Dễ ha. Rồi, chỗ nào có gì không hiểu nào? Có gì không hiểu chỗ nào? Rồi, tự viết lại, không nhìn code, thử xem được đến đâu. Tự viết lại, không nhìn code của thầy, xem thử mình khả năng viết được đến đâu.